vui khi được gặp lại các bạn trong chương trình tư vấn sản phẩm của hệ thống siêu thị Điện Máy Nam Sế. Quý vị và các bạn thân mến, Samsung luôn được xem là một trong những ngân hàng đi đầu về lĩnh vực công nghệ, và đây là thương hiệu hàng đầu khi người tiêu dùng lựa chọn để mua sắm cho mình một chiếc TV. Một chiếc TV với thiết kế hiện đại, tinh tế là tôn lên vẻ đẹp sang trọng trong ngôi nhà của mình, chắc chắn là điều mong muốn của tất cả mọi người, đúng không ạ? Vậy hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn một chiếc TV như thế, đó chính là Smart TV Samsung UA50NU7090 KXT. Điều đầu tiên các bạn có thể cảm nhận được ở chiếc TV này đó là hình ảnh cực kỳ sắc nét, với độ phân giải 4K có số lượng hình ảnh gấp 4 lần Full HD. Các bạn sẽ được đắm chìm trong khung TV, hình ảnh sống động như thật. Và ngoài ra các bạn có thể trải nghiệm được hình ảnh sắc nét với màn hình công nghệ HDR như là phim hay chính tại ngôi nhà của bạn. Cảm nhận màu sắc chân thực sống động trong từng khung hình với công nghệ Full Color, bạn sẽ thấy mình đang lạc vào thế giới đầy màu sắc và tận hưởng từng khoảnh khắc sắc nét đến từng chi tiết. Công nghệ UHD Dimming chia hình ảnh thành từng khối nhỏ để tối ưu hóa màu sắc, độ nét và tăng cường độ tương phản cho hình ảnh chân thực đến từng chi tiết. Thiết kế viên màn hình siêu mỏng mang đến nét đẹp của sự tinh giản, hòa hợp, hoàn hảo với mọi không gian nội thất. Hệ điều hành Tizen với kho ứng dụng vô cùng đa dạng và phong phú. Kết nối với thiết bị di động, đồng bộ và chia sẻ tất cả nội dung. Smart TV Samsung UA50NU7090 KXT đến từ Samsung với những tính năng và thiết kế vượt trội sẽ góp phần làm tăng thêm sự sang trọng cho ngôi nhà của bạn. Chỉ với 9.890.000 đồng, bạn đã có thể sở hữu được chiếc TV này. Bên cạnh đó, bạn sẽ được tặng thêm một phần quà, đó là một máy xay thịt heo mix trị giá lên đến 1.000.000 đồng. Với một thiết kế đẳng cấp cùng với những tính năng vô cùng ưu việt mà Tương Điền vừa mới chia sẻ, thì Smart TV Samsung UA50NU7090 KXT là một chiếc TV vô cùng lý tưởng dành cho bạn và gia đình của mình. Hãy nhanh tay gọi theo số 1800 1788 hoặc truy cập ngay website www.hd.com.vn để đặt mua sản phẩm ngay nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.